Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận một token có ký hiệu là MEO đến từ sàn MEO Swap mà. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang tag chatbot nào bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tôi Twitter nữa bạn. Kèo này khá là ngon nha các bạn. Xin tôi Twitter nữa các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Sau đó thì các bạn vào đây các bạn retweet tweet nè. Trên Twitter các bạn like nè, các bạn trích dẫn cho tweet cho tăng 5 người bạn của mình vào các bạn. Tweet like nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn follow kênh Partner và tweet luôn nè. Rồi, các bạn tiệm bài MEO Swap nè, các bạn like nè. Các bạn chấp nhận như tờ quyết với username của nó đi các bạn. Account Crypto. Rồi, các bạn tờ quyết lên nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn join kênh Chaler nè. Join kênh group nè. Subscribe kênh YouTube nè. Join kênh Chaler nè. Join kênh group nè. Để mình kiểm tra kênh mình đã join các bạn. Rồi, các bạn subscribe kênh YouTube luôn nha các bạn. Trên kênh YouTube nếu bạn bấm đăng ký nha bạn. Sau đó thì các bạn bấm nút chat. Rồi bạn bấm join này rớp nha bạn. Rồi các bạn bấm vào submit đi tên. Rồi bạn bấm done. Rồi các bạn gửi đường link profile tại Twitter mình nha bạn. Đây làm kèo random ta. Thôi anh đâm gì làm đại đi, nhấp ba anh cùng, nhấp vào một sơ nữa các bạn, nhấp ba anh cùng, nhấp vào chia sẻ nữa. Rồi các bạn sao chép liên kết nữa. Kèo này bạn nào mà nhận là từ ba mấy 40 đô trong một dự án này các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục gửi địa chỉ với bên B sao mà trên bet 20 trên YouTube Wallet của các bạn. Đây là cho bot nè. Nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Rồi bấm bấm done nè. Rồi tiếp tục submit link retweet thì mình vào cái retweet nha các. Rồi thì các bạn mở Twitter ra, vào ảnh avatar của mình, các bạn chia sẻ cái bài cái này nè các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Sau đó các bạn bấm balance đi chứ cần mình kiếm được nè các bạn. Ok mình đã nhận được một token MEO nè. Bạn việc bấm vào get link lên ghép chia sẻ trang bè nhận thăng để kiếm những token nha các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.